Rồi, chào các bạn và mọi người nha. Rồi, đang giành cái mé nha các bạn. À, đã đập rồi. Mé này thấy gì mà cũng ngon nha các bạn ơi. Chạy thấy cũng ngon lành luôn, có cái là sạch thôi. Tôi chơi với mình rồi. Chạy cái đường kiểu khác nữa, vô đó anh tém ngược trở lại các bạn. Còn quá ngon luôn á.
dốc mẫu mà lên bình thường luôn, đang lúng vậy chứ. Cũng biết rồi. Chứ giờ mà để anh em chạy nữa thì lúng cho anh em cũng tội nghiệp thôi. Chứ cái này cũng còn không có nhiều lúa. Bên đây có em gái đang móc lúa nè, cho móc đi. Hồi nãy cắt cũng giỏi quá nè. Anh ơi, mày chỉ ông mấy cắt cho cái miếng con hiếu, cắt miếng bông con gửi ơi. Chị ông cái ơi. Hiện tại đây tới 8 cây chạy nha bạn. Ở đây một cây ha. Ở trong đó thì 2 cây trong đó. 3 cây, còn bên đây 5 cây bên đây nè nha các bạn. Tiếp tục chạy nó đi rồi. Mấy kéo còn quá ngon luôn ta, mấy kéo nó còn quá đã luôn nha bạn ơi, cứng ngắc luôn rồi. Ghé này lấy lúa. Cái bà con cô bác ơi. Đi bà đây, bao thành ba không được hai 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 h
Ba công được 22 bao. Quá xài. Thì lúa sập nằm nước chơi luôn. Đấy, lúa thắt.